Đây là tổng quan nhé, đây thang bộ thứ nhất này, hành lang này, thang máy, thang bộ thứ hai theo thang máy. Đây là thang loại 1, L1 này. Cửa phòng nghĩa làm thì đây là cửa lọ thép vân gỗ. Nhà vệ sinh này, phòng này rộng khoảng 28m. Sẽ có một ban công 50cm đua ra, có lùng cọp để phơi đồ. Có bàn bếp ở đây. Phòng này ngăn khách ngủ, ngăn từ đây được, ngăn thạch cao. Nói chung phòng này thì ngăn đẹp luôn, giống bên 2836. Đây sẽ phòng mặt trước nữa, phòng loại 2. Phòng này rộng khoảng 25m, 27m đúng không? Nhưng mà hơi vuông nên không ngăn được. Cũng sẽ có một ban công 50 phân nữa đua ra để làm ô phơi đồ. Bàn bếp sẽ để ở đây. Phòng này kê giường góc này. Đây phòng loại 3. Phòng này rộng khoảng 30m. Tính là vệ sinh. Phòng này sẽ chia được vách từ đây này, chạy dọc ra đây. Sẽ đem một cái cửa sổ bằng trên vách nữa là ngăn khách ngủ được. Nhà vệ sinh có kính mờ, có thể được phòng này ngăn khách ngủ ok. Phòng này phòng loại 4 này, rộng 28m. Phòng này chủ nhà đang để bàn bếp ở kia, sẽ tư vấn chủ chuyển bàn bếp sang đây. Mà chủ đang tiếc cái hệ thống ống hút mùi đi ống sẵn rồi, thì có thể thương lượng đẩy bàn bếp ra ngoài này, xong rồi cắt vách từ đây ra thành phòng khách ngủ. Chúng sẽ được hai phòng, nếu mà chia thế một tầng sẽ là 4 phòng khách ngủ. Nhưng mà đặc thù là phòng này phòng trong cùng mà không có chỗ phơi đồ. Trong nhà này sẽ phải làm máy sấy. Và khu này làm điện một giá. Phòng này cũng rộng 30m này. Bếp ở kia thì sẽ tư vấn chủ là chuyển sang góc này. Đã tư vấn sáng nay rồi, chủ cũng mà xử lý được. Nếu mà chuyển bàn bếp ở đây thì sẽ cắt vách ngang rồi đây. Còn nếu mà để cố định luôn thì cũng có ống chờ hút mùi rồi, thì để bàn bếp trong phòng ngủ. Thế này thì cân đối phương án, nói chung là phòng này sẽ chia được khách ngủ chắc chắn rồi.